Dạ Lan Thanh Sài Gòn xin kính chào tất cả các bà con ở trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ bà con vào xem chương trình, vui lòng cho Lan Thanh Sài Gòn xin một like. Bà con nào chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Lan Thanh Sài Gòn. Bà con vui lòng nhấn chuông để nhận những cái thông báo bà con ha. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Kính thưa tất cả các bà con, thì buổi tối hôm nay tôi cũng xin phép tất cả quý vị cho tôi quay lại cái câu chuyện của Tuấn Xà Lan cùng một số người liên quan trong gia đình của Tuấn. Thì cái sự việc liên quan đến là cái chết của chị Hà thì đến bây giờ xin thưa quý bà con thì nó đã cũng đã quá rõ ràng cho những cái mà chúng ta đang suy luận trên những cái ngôn từ và trong những cái ngữ cảnh mà gia đình của Tuấn là những người chia sẻ đến cộng đồng mạng. Và những ngày vừa qua thì có những cái dấu hiệu vô cùng khả quan, có nghĩa rằng dì năm, dì 10 và thậm chí dượng 10 cũng đã được đoàn bác sĩ BC cũng đã mời tới để mà thăm khám tận tình. Đây là một trong những cái dấu hiệu đáng mừng. Chúng ta đã thấy rằng những ngày vừa qua có những cái dấu hiệu rất tích cực. Tôi đang tin rằng sẽ có những cái mà gió xoay chiều trong những thời gian sắp tới, nó nhanh gọn và lẹ. Thì mong rằng bà con chúng ta hãy luôn luôn đồng hành cùng với tất cả những anh em để nhằm mục đích có một cái sự nó lan tỏa trên cộng đồng mạng, để nhằm cái dự án này nó luôn luôn được hâm nóng, cái vấn đề của chị Hà nó luôn luôn được hâm nóng nha quý vị. Xin lỗi quý bà con, cái dự án nha, cái này không có phải dự án, cái sự việc của chị Hà đó nó luôn luôn được hâm nóng để chúng ta cả như là có những cái luồng thông tin để đưa đến cho bà con nó kịp thời hơn. Chứ còn nếu như mà bây giờ đó tất cả anh em sẽ mà dừng lại thì cái sự việc này nó sẽ kiểu như là trên cộng đồng mạng đó nó sẽ chìm vào quên lãng, thì nó phí cho cái thời gian bà con đang và đã theo dõi trong suốt một khoảng thời gian vừa qua. Thì cái sự việc hôm nay mình thấy rằng kiểu như là nó cũng đã kéo dài một khoảng thời gian quá dài. Cái chúng ta đang nhận những ngày vừa qua đó là một cái thông báo của kết luận giám định, nó thể hiện cái nguyên nhân cái chết, cho nó không có thể hiện một cái gì để mà Tuấn có tội hay vô tội trong vấn đề này. Tuy nhiên cái điều chúng ta thấy nó hơi lạ thế này, có nghĩa là bây giờ đó cả bên chị Hà và cả bên anh Tuấn cũng đang chờ là chờ cái kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng, của nhà chức trách mà kết luận Tuấn có tội hay không có tội. Nhưng muốn mày kết luận được cái vấn đề đó thì cái việc đầu tiên người ta phải giải mã được những cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất người ta giải mã là cái xác một con người mà rơi xuống đó trong vòng 12 ngày không trôi đi chỗ khác, mà lúc mà dùng móc sắt kéo lên thì nó phụt ngay đúng cái chỗ mà chị Hà đang chìm xuống. Đấy là một trong những cái cần giải mã. Cái giải mã thứ hai, cơ thể chị Hà có bị bao bọc bởi một cái gì hay không mà đến 12 ngày nằm dưới một dòng sông lạnh không có một thủy sinh tấn công. Cái giải mã thứ ba là một người phụ nữ mà chết nước, mà cả như khi mà lên mặt nước giống như có một áp lực đẩy nổi rất lớn cho chị Hà từ dưới phụt lên và hai bàn chân chống vào mặt nước và sau đó ngã sấp xuống. Đây là một trong những cái điều nó bất thường so với những cái gì mà khoa học cũng đã chứng minh rất cụ thể, là phụ nữ là cả như người ta chết là người ta cả như là ngửa lên trời, còn đàn ông chết là đàn ông chết nước là đàn ông ấp xuống. À, còn cái vấn đề giải mã luôn giùm tôi, cái kết sắt vì sao lại phát. Đây là một cái vụ tự tử chứ không phải là một cái vụ tai nạn giao thông, mà như theo lời Tuấn kể rằng vì lý do sợ cái như là công an ra hỏi giấy tờ xà lan cho nên anh vội vội hoàng hoàng, anh sơ ý mà anh quất đi chiếc két sắt để anh lấy giấy tờ và kèm theo một số tiền như anh nói là được 13 triệu. Cái vấn đề đây thì cũng nên nhờ cơ quan chức năng cũng phải làm rõ cái động cơ thực nào để anh Tuấn anh phá két sắt, trong khi đó vợ ảnh là chưa tìm thấy. Anh Tuấn và chị Hà là hai người duy nhất trên xà lan, một người chết đi, két sắt là tài sản riêng của chị Hà, vì lý do gì mà Tuấn không thông qua gia đình, không thông qua cơ quan chức năng, Tuấn tự ý phá cái xét, trong khi đó Tuấn là nghi can số 1 trong sự việc này. Đây là một trong những cái mà không phải là ngoài cái sự bức xúc của gia đình chị Hà,
mà cả cộng đồng mạng ai cũng cảm thấy là bức xúc cho cái sự việc này. Và đến bây giờ bà con thấy rằng cái quyền lợi mà sau khi chị Hà chết đi, ai là người đang thụ hưởng cái quyền lợi này? Hiện bây giờ Tuấn là người đang hưởng lợi trong cái quá trình mà khai thác xà lan trong những ngày vừa qua. Bên cạnh đó có dì Mười và Dượng Mười cũng không ngoại lệ. Dì Mười và Dượng Mười cũng là một trong những người trực tiếp hưởng những cái quyền lợi mà từ chiếc xà lan của chị Hà, từ đồng tiền xương máu và nước mắt của chị Hà gây dựng cho tới ngày hôm nay. Đó, và cả như bây giờ dì Mười và Dượng Mười cũng tham gia chia một khoản lợi nhuận vào trong đó. Đó, nếu như không có chiếc xà lan này, chắc anh rằng dì Mười và Dượng Mười sẽ lâm vào một cảnh thất nghiệp. Đó, làm chi có chuyện mà hai vợ chồng cái như là bây giờ lên xà lan để mà đi làm đó được một tháng kiếm được 20 củ, đúng không? Cho nên cái vấn đề là chúng ta thấy rằng những người bên gia đình của Tuấn là những người có cái quyền lợi liên quan đến chiếc xà lan rất nhiều. Đáng lý cái vấn đề đó, những người được hưởng đó là hai đứa con của Tuấn, Bê Linh và Bê Sơn, chứ không phải là những người bên gia đình của Tuấn, thưa quý vị. Đấy. Nhưng những ngày vừa qua chúng ta nghe những cái thông tin mà nghe nó cũng chói tai gai mắt, nghe càng nghe chúng ta càng bức xúc, càng nghe chúng ta càng thấy khó hiểu. Đấy. Cái sự việc Tuấn có những cái phát ngôn bảo rằng hiện thời điểm bây giờ hai đứa nhỏ là cách liên lạc của Tuấn, cho nên Tuấn không thể liên lạc cho hai đứa nhỏ này, đồng nghĩa rằng Tuấn nói lên một vấn đề, bây giờ muốn gửi tiền cho hai đứa nhỏ này cũng không thể gửi được, vì không liên lạc được làm sao mà gửi, đúng không? Đấy là một trong những cái anh muốn là khước từ đi cái quyền mà cái như là để mà chu cấp cho hai cái quyền, cái trách nhiệm chu cấp cho hai đứa nhỏ này. Tức là bây giờ anh phải thực hiện đó, cái nghĩa vụ của anh là phải cũng lại chia năm xẻ bảy giống như cái thời điểm chị Hà còn sống. Những khoản thu nhập từng chuyến anh cứ trừ ra rồi anh cứ tự chuyển vô tài khoản của hai đứa nhỏ này. Tôi nghĩ điều đó là hoàn toàn hợp lý. Vì đó dù sao đó, cái sự việc này, cái sự việc mà liên quan cái chết của mẹ nó cũng vậy, chị đã chưa rõ ràng. Thì những đứa trẻ này nó luôn luôn đặt dấu hỏi. Trong cái đó Bê Linh cũng đã thừa nhận rằng Tuấn là một trong những người mà xuống tay với mẹ ruột của nó. Một người con mà đứng ra tố giác cha mình như vậy thì Tuấn phải là suy nghĩ và kiểm điểm lại cái hành vi, cái đạo đức và lối sống của mình. Từ trước đến giờ mình đã tròn trách nhiệm một người cha hay chưa? Đó. Và đến bây giờ Tuấn cũng nên có những cái gọi là cái hành động ấy, phải thể hiện là cái trách nhiệm của mình với hai đứa trẻ này. Phải thể hiện mình là một người vẫn còn cái lương tâm. Đấy. Sinh hai đứa nhỏ ra phải có cái trách nhiệm. Còn cái việc đúng hay sai như thế nào thì đang chờ cơ quan chức năng, người ta sẽ có một cái câu trả lời nó mang chất là công bằng cho tất cả những người liên quan trong sự việc này. Nhưng điều đây chúng ta thấy rằng cái điều nghịch lý, Tuấn không làm được điều đó. Tuấn đã kể như là không thể hiện một cái trách nhiệm mà cấp dưỡng cho hai đứa này, không thể hiện một trách nhiệm mà chia lại những cái lợi tức mà có được từ vấn đề khai thác chiếc xà lan cho hai đứa trẻ này. Đây là một trong những cái mình cảm thấy đặt một số hỏi. Ủa tại sao mà lúc chị Hà còn sống, dì Năm có vịnh một câu rằng tất cả tài sản hiện bây giờ con đang nắm, con là một trong những người là kể như là nắm hết tài sản, nắm hết giấy tờ, thì bây giờ vòng vàng con cứ đeo vô. Nhưng cái điều chúng ta thấy rằng một cái sự thật nó trớ trêu ở đây, dì Năm bảo rằng thương yêu con Hà hơn cả là con ruột. Đúng là dì Năm không thương, nhưng chúng ta thấy rằng ở đây là dì Năm đang quan tâm cho cái sự sống chết của Tuấn nhiều hơn cho hai kể như là đứa nhỏ, nhiều hơn cho chị Hà. Đáng lý dì Năm hiện bây giờ là dì Năm là một trong những người mà người dì phía chồng là bảo vệ và yêu thương duy nhất của chị Hà còn lại, thì cũng phải nên có một tiếng nói rõ ràng. Đấy, ta đứng lên ta bảo vệ cho chị Hà giống như ngày xưa chị Hà còn sống, đúng không? Tại sao là những ngày vừa qua, ngoài kể như dì Năm vô viện khám rồi ra viện rồi dì Năm cứ lục lòa lòa kể như là như một con chuột, đúng không? Dì Năm phải thể hiện vấn đề đó, phải thể hiện một cái tính nhân đạo, một cái sự trung thực của mình trước cộng đồng mạng. Mình đã từng tuyên bố một cái gì thì bây giờ phải làm y xì như vậy. Đã thương yêu con Hà hơn cả con ruột thì cứ xem hai đứa nhỏ này là cháu ruột của mình đấy. Ủa tại sao bây giờ lại là phó thác cho bên ngoài? Bên phía Tuấn là không có thể hiện bất kỳ một cái hành động trách nhiệm gì cả. Điều đây là cả cộng đồng mạng đang cảm thấy là bức xúc.
Dạ. Những khoản lợi nhuận hai đứa trò nhỏ này nó không hưởng bất kỳ một cái gì. Ủa tại sao kỳ vậy? Thế dòng vàng ngày xưa mà chị Hà đang kể với là dì Năm đến bây giờ nằm ở đâu? Đến bây giờ khoản đó ai là người giữ? Và dì Năm tôi nghĩ rằng những ngày vừa qua dì Năm cũng đã hiểu, dì Năm cũng đã thấm được cái vấn đề là sau khi chị Hà chết đi, ai là người tiếp quản tài sản? Tuấn và những người thân của Tuấn hiện hành bây giờ đó, là những người tiếp quản thực tế. Chứ còn cái vấn đề ở đây đó, hai đứa nhỏ nó không có một cái gì mà đỡ thụ hưởng trong những cái vấn đề này cả. Đây là một trong những cái mà chúng ta ai ai cũng nhìn nhận ra. Đấy, còn có những cái mà nó thật sự dì Năm nói mà chúng ta cảm thấy nó rất mơ hồ. Dì Năm bảo rằng cái như khi xảy ra sự việc đó, con có kêu la lên không? Con có cầu cứu ai không? Tuấn nói là cái như là không có cầu cứu ai vì Tuấn ở đó có một mình. Nhưng mà cái điều nó vô lý, gia đình của Tuấn là chắc trên xà lan xem như đã gần hết. Đây là một trong những cái mình phải đặt dấu hỏi. Gia đình của Tuấn ra ở trên xà lan có chứng kiến cảnh Tuấn cưa cái sách hay không? Ai là người tiếp tay cho Tuấn cưa sách? Cái vấn đề này cũng là nhờ cơ quan chức năng phải điều tra làm rõ vấn đề này. Có nghĩa là cái sự việc này nó đã lên cộng đồng mạng và chính Tuấn đã thừa nhận rằng Tuấn là người cưa cái sách và lấy trong cái sách là được 13 triệu. Vì với một cái vấn đề đơn thuần là cưa ra để lấy giấy tờ xà lan để trình cho công an. Đấy, nhưng cái sự việc này tôi khẳng định quý bà con thêm một lần nữa, cái vấn đề này là một cái sự việc tự tử chứ không phải là tai nạn giao thông thủy, mà phải cần trình bày tất cả các giấy tờ. Nếu như cơ quan chức năng người ta ra thì người ta cũng chưa cần thiết phải hỏi những giấy tờ của liên quan đến chiếc xà lan, mà người ta phải hỏi là nguyên nhân từ đâu vợ anh tự tử, vị trí vợ anh tự tử như thế nào, lúc đó anh có những động thái gì hay không đó. Và còn nhiều cái câu hỏi mà liên quan đến là cái sự việc mà chị Hà tự tử, cái vị trí nhảy làm sao, anh kể như anh cứu thế nào, rồi sau khi phát hiện sự việc anh có la lên hay không, rồi anh kể như là treo xuồng vô anh điện cho ai đầu tiên đó, rồi ai là điện những người thân của anh ra mà tập trung trên xà lan này. Có nghĩa rằng nó rất rất nhiều cái mà hỏi trọng tâm hơn cái vấn đề mà hỏi về giấy tờ xà lan. Vì xà lan đã có biển số rồi đấy, bây giờ nói thật sự hôm nay tôi chưa hỏi được, ngày mai tôi mời anh vô đồn tôi hỏi được. Đấy, cái chuyện rất bình thường. Đấy, nếu mà điều tra cho một cái chết, nguyên nhân cái chết mới là quan trọng. Đấy, nguyên nhân cái chết dẫn đến là bây giờ chị Hà như thế nào, làm sao để chị Hà bị chết ngạt nước, cái đó mới là quan trọng. Đừng có những cái mà cầm cái tờ giấy đó lên giống như một cái bùa hộ mạng, mà cứ lên cái tung ta tung tăng, tung vô tội 100%, 100%, tôi nói y xì cấm cho cặp sừng nữa, cấm cho cặp sừng nữa, y xì là cái sữa Vinamilk 100%, quý vị. Có sao kỳ vậy? Cái vấn đề người ta không có thể hiện cái có tội hay không có tội ở đây, mà người ta thể hiện cái nguyên nhân của cái chết của chị Hà. Cái đó mới là cái cốt lõi, và cũng chính từ cái vấn đề đó chúng ta sẽ lần lần ra được vì sao chị Hà uống với ai, nhậu với ai, hay là chị Hà có dùng một cái loại thuốc mà cái như là trị xương khớp nào mà dầm rượu hay không, mà để cho trong cơ thể chị Hà phải có nồng độ cồn đấy, và cái chất dịch màu vàng đó là cái chi, đúng không? Rồi vì sao chị Hà phải là ngạt nước mà chết, có rất 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 nhiều cái dấu hỏi đấy. Nhưng dù sao chăng nữa, vấn đề quan trọng nhất của tôi ở đây phải giải mã được bốn cái quan điểm vừa rồi. Khi nào chúng ta giải mã được bốn quan điểm vừa rồi thì kể như lúc đó cộng đồng mạng sẽ không nói nữa chứ đừng bao giờ, bây giờ nói thật sự có một số người cũng đang lạm dụng vào một số cái tờ giấy như thế để mà lên đứng công kích lại một số anh em đã phản biện trong suốt thời gian vừa qua. Mà cái vấn đề điểm chung ở đây chúng ta thấy rằng lúc mà chưa tìm xác chị Hà lên thì những người này họ thiên về tâm linh, họ cứ là giấc mơ giấc mộng, người này báo người kia tìm, người kia gọi đấy. Nhưng mà lúc chị Hà phọt lên làm mạnh ai nấy chạy. Cái vấn đề ở đây là tôi thấy rằng trong đám ma của chị Hà là có một cái sự tổ chức từ bên